Hello các em, chị đã quay lại rồi đây. Ngày hôm nay thì chị sẽ hướng dẫn các em cách vẽ một chú ong vô cùng đáng yêu và đơn giản như thế này. Chị tin là với bạn nhỏ nào chỉ cần biết cầm bút thôi cũng có thể vẽ theo chị rồi. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Đầu tiên chị vẽ một đường kẻ ngang, hai hình cong nối hai đường đầu đường kẻ ngang lại thành một hình chữ bờ nằm ngang. Sau đó ở hai đầu đường kẻ ngang ban đầu, chị vẽ hai đường thẳng xuống song song với nhau. Và chị nối chúng lại với nhau. Còn ở phía sau thì chị vẽ hai hình nhọn nối lại với nhau giống một hình tam giác làm đuôi của chú ong. Ở đầu bên trái chị vẽ một hình cong làm đầu. Cuối cùng là đôi mắt màu đen và một chiếc miệng cười. Chiếc râu quen thuộc của chú ong vàng. Ở giữa thân chị vẽ hai đường thẳng song song như thế này. Vậy là chị đã xong những nét vẽ cơ bản rồi, chúng ta cùng nhau tô màu nhé. Ta-da, chị đã hoàn thành bức vẽ chú ong vàng vô cùng đáng yêu và đơn giản rồi. Các em đã hoàn thành hết chưa nhỉ? Chúc các em thành công và có thật nhiều bức vẽ đẹp cùng Bum Bum TV nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video sau.